Văn Thanh đang đi quay cái năm con rưỡi, năm con rưỡi đất, nó nằm ở mặt tiền tỉnh lộ 835C. Thì theo cái đường này trước mặt đó, mình chạy ra ngã ba Phước Lợi chắc khoảng 500m. Ngã ba Phước Lợi là nó là giao của tỉnh lộ 835C với tỉnh lộ 835, nó là lộ Gò Đen. Thì đi ra ngã ba Phước Lợi quẹo phải thì mình đi lên cầu Long Khê, đi qua ngã tư Sợi Đôi, đi về cầu Tràm, về chợ Bình Chánh, rồi hoặc đi ra thị trấn Cần Giuộc. Còn nếu mà ngã ba Phước Lợi này mình quẹo tay trái tỉnh lộ 835C thì mình đi ra chợ Gò Đen, đi ra quốc lộ 1A. Thì từ đây đến quốc lộ 1A chắc khoảng gần 2 cây số. Quốc lộ 1A giao với tỉnh lộ 835. Thì đây lên chợ Bình Chánh mình độ chắc khoảng 8-9 cây số. Ở đây thì đây là cái mặt tiền của cái khu đất 5,5 công này, tức là 5.500 m², trong đó chủ đất đã lên được 600 m² rồi. Cái phần mặt tiền thì đất cao, nhưng mà còn cái phần cái bụng ở trong thì nó nở hậu ra, nó 5 con, nó khoảng khoảng 5 con ruộng ở trong á. Thì mặt sau còn một đám ruộng nữa thì nó sẽ tới cái con kênh, nên đây tuy là mặt lộ nhưng mà nó cũng không khí cũng mát mẻ lắm. Chủ đất thì đang kêu giá là 2,2 tỷ một công và còn thương lượng. Bây giờ Văn Thanh chạy ra cái ngã ba Phước Lợi cho bà con coi. Ở đây nó thuộc ấp 1, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đây bà con mua làm kho bãi hay kho xưởng gì thì lộ xá nó rất là ngon, xe tải lớn hoặc xe container có thể là chạy vô được. Đất này nó nằm hướng mặt trời mọc nha. Trước là ngã ba Phước Lợi, đó là giao lộ giữa tỉnh lộ 835C với 835. Trên cái con đường của mình đang đi là 835C, phía trước là 835. Thì nãy giờ Văn Thanh vừa quay, vừa chạy xe, vừa nói chuyện thì mất khoảng 4 phút ra tới đây. Nếu mà mình chạy thực tế thì chắc khoảng độ 2 phút. Đó, theo hướng này mình sẽ về chợ Gò Đen, mình ra quốc lộ 1A ở đây. Theo hướng này mình sẽ về cầu Long Khê, về ngã tư Sợi Đôi, về chợ Cầu Tràm, khu công nghiệp Cầu Tràm, về thị trấn Bến Lức. Bà con nào có mua thì có gì alo Văn Thanh nha.